Chúng ta cho Chúa chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Chúng ta vô cùng biết ơn Chúa vì những thời giờ vừa qua. Thật sự rất ngọt ngào, thật sự rất là tuyệt vời. Nhưng không chỉ vậy, bây giờ, những giây phút về sau này nữa, hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va chừng nãy. Amen. Chúng ta biết ơn Chúa thật là nhiều vì buổi tối hôm nay, chúng ta không chỉ được hòa lòng tôn vinh, chúng ta còn được lắng nghe sứ điệp David người được chọn. Và như đầy tớ của Chúa nói với chúng ta, đó những tin rằng cũng là lời mà Đức Chúa Trời muốn phán vào mỗi lòng của chúng ta, đó rằng Ngài chọn chúng ta buổi tối hôm nay. Nhưng liệu rằng chúng ta sẽ đáp ứng với sứ điệp đó như thế nào? Chúng ta có nguyện rằng sẽ chọn bước đi theo Giê-xu dâng cả cuộc đời này để sống đẹp lòng Chúa hay không? Thứ nhất muốn chúng ta hãy cùng một lần nữa cầu nguyện như một lời kết ước với Ngài. Hãy nói với Chúa rằng Giê-xu ơi, chúng con thuộc về Ngài, chỉ một mình Ngài và thôi. Ôi Chúa ơi, chúng con muốn hát cho Ngài. Hãy chúng con còn sống chừng nào, chúng con sẽ ca ngợi Ngài chừng ấy, vì Ngài là vua của cuộc đời chúng con. Xin hãy cho chúng con gặp gỡ Ngài, xin hãy tiếp tục tâm viên chúng con. Chúng con sẽ tiếp tục ca hát cho Ngài. Giê-xu ơi, Ngài là vua tâm linh này. Ngài là vua tâm linh này, tìm kiếm Giê-xu. Ngài là Chúa cả cuộc đời lòng con hát khen. Dù trong lúc khó khăn con dựa nương ở trong cánh tay Ngài. Giê-xu ban cho con bình an dù sóng gió luôn vây chặt, dù sóng gió luôn vây chặt. Mỗi bữa hãy nói với Chúa rằng trong tay Ngài chẳng lo sợ, trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi. Lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đang thắng. Chọn Giê-xu thôi, chọn Giê-xu. Chúng con tin về tin Ngài Giê-xu ơi. Hãy đối với Chúa rằng Ngài là Chúa cả cuộc đời này con khát khao. Ngài là Chúa cả cuộc đời lòng con hát khen. Dù lúc khó nguy, dù trong lúc khó khăn con sửa ở trong Ngài. Giê-xu ơi, Ngài là nguồn bình an. Giê-xu ban cho con bình an. Dù sóng gió luôn vây chặt, dù sóng gió luôn vây chặt. Ôi Chúa ơi, trong tay Ngài chúng con chẳng kinh khiếp chi. Trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chỉ. Lòng con sẽ tin cậy Ngài, lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đang thắng. Chọn Giê-xu tôi. Xin Chúa ban ơn và đi.
Đây là thời giờ thực sự cá nhân giữa chúng ta với Ngài. Hãy nói những lời mà lòng của chúng ta kết ước. Chúa ơi, trọn cuộc đời này chúng con sẽ bước đi với Ngài. Ngài là tất cả trong cuộc đời chúng con. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phí hoài những năm tháng trên cuộc đời này để làm những điều vô nghĩa, nhưng hãy cho chúng con sống cho Giê-xu. Xin hãy cho chúng con sống cho Ngài, Giê-xu ơi. Bởi tối hôm nay chúng con kết ước rằng chúng con sẽ đồng đi với Ngài. Alleluia. Ôi, xin Ngài gìn giữ chúng con trong chặng đường gian nan phía trước, sẽ có con đường ngang ngoài này sóng gió và không muốn khó khăn, nhưng có Ngài Giê-xu đi cùng, chúng con biết chắc rằng chúng con sẽ chiến thắng nhờ Giê-xu đồng đi với chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn và đi với con. Xin Chúa ban ơn với con, xin giúp con.
thiên ơi, chúng con cảm nhận Ngài tại nơi này. Con cảm nhận Chúa thân tình vì con đến. Giây phút này là giây phút của Ngài. Thời khắc này là thời khắc của Ngài. Ngay giờ này Ngài sẽ đến thăm viếng chúng ta. Hãy ca ngợi Ngài. Ngài sẽ đổ nước trên những kẻ khác. Giờ phương ấy
vương chắc để mình chờ. Hãy cất vang những câu hát hallelujah, hallelujah. Vì vinh quang của Đức Giê-hô-va đang ở tại nơi này. Vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dậy khắp đất trời. Vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dậy căn phòng này. Vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dậy trong lòng mỗi chúng ta. Hát vang hallelujah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là sức mạnh. Ngài là sức mạnh của con. Hallelujah. Ngài là sức mạnh của con. Ngài là sức mạnh của con. Hãy cảm ơn mạnh mẽ. Ngài là sức mạnh của con. Ngài là sức mạnh của con. Hallelujah. Ngài là sức mạnh của con. Ngài là sức mạnh của con. Mọi người đứng lên. Hãy cảm ơn Ngài là sức mạnh của con. Ngài là sức mạnh của con. Ngài là sức mạnh của con.
Ngài vẫn mãi chỉ vì hallelujah. Ngài vẫn mãi chỉ vì đến với chúng ta lên.